tất cả các bạn buổi sáng nha. Rồi chào cả nhà luôn. Rồi, lời nói đầu tiên cho kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Và chúc buổi sáng, chúc cả nhà buổi sáng thật trong lành và hạnh phúc, như là có một ngày làm việc thật thành công nha. Thì sáng nay hai anh em mình tiếp tục đi thăm bẫy rắn nha cả nhà. Thì đây là khu vực mà bờ chanh Bình Thoại đây. Các bạn nào ăn chanh thì mình hái cho nha. Cái này hái ăn được chứ hái bán không được nha cả nhà. Rồi đây là cái khu vực bờ chanh đây. Sáng nay anh em mình đi thăm cái luồng này với cái luồng phía bên kia nữa. Thì khoảng 5-60 tay lưới nha. Rồi cùng theo chân anh em mình đi thăm bẫy nha. Cái nào có dính cái mình bấm máy lên cho quay lại cho cả nhà xem nha. Sáng nay mát trời quá cả nhà. Dân là trời mát gì anh em mình lội không mệt nha. Rồi, nào có dính bấm máy. Rồi, đây mình có tay nha các bạn. Nãy hiện trường kinh hoàng mình không có quay lại cho mấy bạn xem nha. Tay lưới mới luôn. Ấu con chuột tại tay lưới luôn. Gì hết không? Ồ vô. Lấy nha các bạn. Nãy xảy rắn quá bự tức quá mấy bạn ơi, lưới mình mới làm đây nay mới xuống văng bờ này đó. Mà gách lưới luôn. Rắn này bự ối mậu gà chơi nữa chứ. Ối chuột tại tay lưới. Rắn đó chắc là bé na bị tổng thoát rồi mấy bạn ơi. Bé na đó để nữa mình chi tìm tìm tích bé na khu vực này cỡ rồi. Mà ở đây mình không hiểu sao mấy bạn, có một lần ai lậu mà tôi bấy như hết trơn không biết kiếm gì dữ mới. Giá là mình đón rắn nó xảy chứ đừng có bị người ta gỡ nha. Xé thủng lỗ lớn mà không biết tao gỡ hay là gì không biết, xảy đi từ từ bắt lại được, người ta gỡ rồi xong. Rồi đây là con đầu tiên nha cả nhà, đây chẳng còn mấy tay nữa, mình qua bên cái cạnh bên kia qua luồng mới. Em lấy đầu tiên, em này còn đẹp à, không có chạy trước. Tay khúc kia mới biết, khúc dính nhiều quá. Khúc trên này thì nó mới chọt vô mà còn dính rồi. Bỏ chạy quắn nè bạn ơi. Cái này là mấy anh em đồng nghiệp nào xuống bẫy là quá ngon rồi, cái này có đi rồi. Vậy anh em mình thăm cử nào cũng trúng chân nhau rồi. Vậy chứ đặt bẫy ngược lại thắt lắm. Đặt bẫy cái này thắt. Bẫy dính ít. Dạ. Rồi, con đầu tiên nha cả nhà. Con này mới chiều qua. Con này còn đẹp, con này nuôi ra ấy là nó đeo. Đấy, cái vỏ của anh em đây. Đây, cỡ 4 lạng nha bạn. Đấy nữa ha. Rồi ngày mình gặm nhiêu đây mấy bạn ơi, quá trời chuột cắn gom lưới nè. Nay mình đem theo số đừng dặm thêm nữa nè, quá trời hổng gài, không có dặm chuột cắn chứ không hết lưới à. Đi giết luôn không còn nhiều lưới hết trơn, lội là biến, văng nhiều lội chỗ đã. Đáng tự hữu hành hay gì. Rồi, một con đầu tiên đây nè. Đây chẳng còn có tay hai tay gì nữa hết rồi. Sẽ dặn lên chứ sao nó sẽ nhiều đây. Rồi, nha mình nó sửa lưới lại rồi mình đi thăm bẫy nó cái nào dính mình bấm máy tiếp nha. Hiện trường nãy quá khứ hiện trường nãy. Hy vọng là chạy cử sau mình sẽ chi tìm được em bé Na này nha. Xin chào tất cả các bạn, mình về gần tới nhà nha mấy bạn. Còn con cây cuối cùng nãy giờ hai anh em mình đuối
Nói chung là chạy về vào nhà của mình luôn. Mình tay này ngày hôm qua có dính hả Tâm? Dính nè. Dính nữa hả? Ừ. Tay này hôm qua dính, về tới bờ này dính hai con lượt nè, con gắn hô hành với con gắn lãi đó mấy bạn nhớ không? Về bờ nhà cho ao cá đây. Bữa nay tay này dính con gắn nước. Ôi dồi, con gắn nước này cũng bự Tâm ơi. Nước này 4 chấm hơn 4 chấm. Ồ, một con gắn nước mấy bạn. À, mấy bạn nhớ nghe cây sung này không? Đây cây sung huyền thoại nè. Cứ gọi mình dính con gắn lãi ở đây đó cơ mấy bạn. Nghe cây sung cái này sung của nhà mình nha, bờ của nhà mình nè. Đây, ôi ôi nó quấn giữ nó nước không kìa. Trời trời táp kìa, táp như chó luôn kìa. Bữa nay thắt quá mấy bạn ơi. Con lãi hồi nãy thì chết một con rồi bị sảy một con. Như bốn con mà xài được hai con trong vỏ với con nước này hả? Nãy chết xịn con, mình không quay với một cái hiện trường là lũng luôn tay lưới nha mấy bạn, ấu như chuột tay chỗ luôn. Con này mình xử lý hơi lâu nha mấy bạn, quá trễ quấn rồi. Nhanh mình xử lý gắn này nha. Trời ơi, nãy giờ hai anh em là nói chung là lỡ hán luôn chứ sạc hán gì. Lội ngang xong luôn, nãy không lẽ quay cảnh lội ngang xong cho các bạn xem luôn chứ. Đâu có xuồng ghe gì đâu, rồi là không có tay nước lên đó, rồi cái cây cầu mà bắt không được nó trôi đó, hai anh em lội luôn. Này mà về trễ trễ chắc bị hâm hán luôn đó các bạn. Mấy bạn thường thường làm nghề này mà không dính thử bữa nào mấy bạn hiểu người ta rồi nha. Nói chung mấy bạn cũng thông cảm cho anh em mình nha. Cũng bữa trúng bữa thắt nên là có bữa thì nó trúng đậm lắm, có bữa thì cũng thắt. Bữa nay thành quả thì được một em gắn lãi trang bị nãy đó, chứ con chết mà chết xình rồi mình không quay. Rồi đâu gỡ được, nghe mình bỏ tay lưới luôn, để đó luôn đó. Không đụng vô được, con mở thúi trời hết đụng đó. Gân nước này còn đẹp quá Tâm. Ừ, máy dính nhẹ. Bán mấy lạng? Con này chắc cỡ 4 lạng. 4 lạng cứng, 4 lạng này còn đẹp, còn sạch nha mấy bạn. Gắn này hy vọng là bà chủ và bán hàng đó, bởi vì đó bà mua có giá nha. Tại vì không có thẹo là bà chủ bà phái. Còn gắn nào mà có thẹo thì chơi nhúng một chút ha. À, mình cũng khổ cảnh, mình cũng trông nó đừng có bị thôi đi đi đây. Ôi, rồi clip này hay thắt nha bạn. Đây nãy giờ được cái gì nữa đây, tài ủa này gắn mối. Được mới gắn mối, mấy gắn mối chứ cũng nhiều bạn ơi. Đây đừng con gắn lãi nãy nè, con gắn mối chụp được bỏ luôn đây nữa nè. Rồi giờ mình thả nó vào nha bạn. Thành quả, hái sen. Thành quả bữa nay là thắt thu. Bữa nay là chỉ có được hai con là ăn được nha, còn con chết xịn không quay nha. Còn được con gắn bự thì sảy rồi. Thúng. Nãy mới quên quay cái hiện trường sảy gắn bự cho mấy bạn coi, nó thủng lưới luôn đó bạn, đứt dây viền. Đúng, lỗ lưới rồi ấu chuột tại chỗ luôn chứ. Thì nó dính đó, thông thường đụng vô nó nói gì đó. Nói ra cái nó giật thủng lưới nói chuột ra đi. Rồi tay lưới cũng đã sửa lại rồi nha mấy bạn. Rồi, được thành quả nay có nhiêu mấy bạn ơi? Nay thì chỉ có hai con thôi. Rồi, đây là cây sung huyền thoại ngày hôm qua nó hạ một em gắn lãi đó. Một em gắn lãi đó. Dạ thôi chắc có lẽ bữa nay clip mình nó cũng hơi thắt, chỉ thành quả chỉ có nhiêu thôi. Dạ, chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những cái video tiếp theo nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau, thì anh em mình sẽ cố gắng săn bắt những cái gì đó thì sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Chủ yếu là kênh anh em mình là kênh săn bắt, đụng con gì bắt con đó nha, thì có gì bắt cái đó. Thì mình cũng hứa với mấy bạn sẽ có một clip nào đó là anh em mình săn bắt rồi nướng tại chỗ, đem theo muối ớt chanh này kia đồ nướng ăn dân dã, một clip tại chỗ cho mấy bạn xem nha. Tại em mình nó lu bu công chuyện quá trời mấy bạn ơi, chứ mưa đó không có nắng nên là em mình không có
thời gian để làm được cái clip mà ăn dân dã đó nha. Rồi thôi chào cả nhà clip này luôn Tâm ơi. Chào cả nhà luôn nha. Bữa nay thắt thun bữa cả nhà ơi. Quá. Quá trời luôn, hai anh em lội muốn chết luôn. Rồi về mà nó cái nhà lá quyền thoại của mình trong đó. Rồi về tới nhà mình xin bấm máy tạm dừng tại đây nha. Rồi một lần nữa rất là cảm ơn cả nhà đã ủng hộ anh em mình trong thời gian qua rất là nhiều nha. Rồi cảm ơn rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo nha cả nhà.